Chipo bán phở Hà Nội ở Thượng Hải giá gần 200.000 đồng một bát. Người bản địa nói gì? Mới đây, thông tin quán phở của Chipo mở cửa ở Thượng Hải gây chú ý cho khán giả trong lẫn ngoài nước. Với mức giá gần 200.000 đồng cho một bát phở, cư dân mạng tại Việt Nam đa phần đều cho rằng quá đắt. Cà phê F đã có một cuộc thăm dò và khảo sát từ cư dân mạng tại Trung Quốc, những người đã trực tiếp đến quán phở của Chipo. Được biết, hiện tại quán phở của Chipo đang trong thời gian chạy thử nên mới chỉ phục vụ một combo, bao gồm phở bò, quẩy và trứng chân. Cảm quan thì thấy phở được đựng trong một bát tô cao, bánh phở trắng, miếng thịt bò được thái to bản, hành lá nhiều, khay gia vị cũng được giữ nguyên bản với giấm tỏi, ớt tươi và tương ớt. Một điểm được lòng các tín đồ đam mê phở Việt nữa là giữa rất nhiều hàng phở ở Trung Quốc phục vụ kiểu phở miền Nam, thì quán của Chipo lại được nấu theo kiểu miền Bắc. Xong, phần nước dùng có lẽ cũng đã được thay đổi đi một chút, có thêm mỡ khá nhiều để phù hợp với khẩu vị địa phương. Cư dân mạng xứ Trung đã review cực kỳ chi tiết. Quán đang hoạt động thử nên chỉ phục vụ một suất ăn cố định nhưng rất ngon, phục vụ dễ thương. Họ chỉ cho tôi cách ăn và quan tâm xem có hợp với khẩu vị của tôi không. Một suất ăn giá 59 nhân dân tệ, có nhiều loại thịt và lượng thịt cũng nhiều. Thêm 2 thìa giấm tỏi ớt và tương ớt vào phở là chuẩn hương vị Việt Nam. Trà sen siêu đặc biệt, uống rất sảng khoái. Tôi đã từng ăn phở Hà Nội, Việt Nam và xác nhận rất giống với vị phở ở đó. Nhưng nước dùng của phở bò ở Hà Nội mà tôi ăn ít mỡ hơn và tôi thích ăn trong bát sứ trắng. Theo như một số tài khoản trên Weibo, thì họ trả 59 nhân dân tệ, tương đương khoảng 200.000 đồng cho combo phở này, còn trà sen sẽ được tính tiền riêng. Sau khi có thông tin bát phở ở quán của Chipo được bán với giá 200.000 đồng, mạng xã hội Việt Nam nổ ra nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho biết họ không ngờ một bát phở trông giống như ngày thường vẫn hay ăn lại có giá cao như vậy. Nhiều người thậm chí còn so sánh bát phở ở đây thực chất không thể nhiều bánh phở lẫn thịt như một số hàng phở bò được cho là giá nhỉnh hơn ở Hà Nội. Thế nhưng nếu xét thêm các yếu tố liên quan thì không ít ý kiến cho rằng nếu như chất lượng ổn định và chuẩn vị phở Việt thì đây không phải là con số quá lớn. Bởi quán phở của Chipo hoạt động ở Thượng Hải, một trong những thành phố đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc, đương nhiên giá thuê mặt bằng hay các chi phí phát sinh không hề rẻ. Hơn thế nữa, hãy so sánh với một số quán ăn bán phở và các món đặc sản của Việt Nam ở thành phố Thượng Hải như chuỗi cà phê Trung Nguyên. Trong menu các món phở thì bát phở bò có giá thấp nhất là 68 nhân dân tệ, khoảng 230.000 đồng, hay một số cửa hàng như Sài Gòn Mama, Lafo, K11, vân vân, giá cũng từ 54 nhân dân tệ, khoảng 182.000 đồng trở lên. Kể cả 300.000 đồng thì ở Thượng Hải quá là bình thường nếu ngon. Mình đi Phuket đã ăn bát không ngon mà 200.000 đồng. 10 năm trước bên này đã ăn đĩa cơm tấm giá 100.000 đồng. Nếu so với hàng bình dân ở Việt Nam thì giá vẫn cao, nhưng cảm giác được ăn đặc sản quê hương ở nước ngoài vẫn tuyệt lắm. Một số bình luận của cư dân mạng. Mới đây, Chipo thông báo trên Instagram cô chính thức khai trương quán phở La Ganh tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 3 tháng 10.